nghèo lấy thời gian tạo ra thu nhập, còn người giàu lấy kết quả tạo ra thu nhập. Bảy thứ người nghèo thì làm, còn người giàu thì không. Thứ nhất, người nghèo thì xem tivi, còn người giàu thì đọc sách. Các bạn xem tivi, xem tin tức lá cải mỗi ngày sẽ khiến cho các bạn thu nạp những thứ tiêu cực trong cuộc sống đến với mình. Còn những bộ phim truyền hình, những bộ phim đánh vào cảm xúc của các bạn, xoay quanh những câu chuyện thường ngày về tình yêu, về những cặp hôn nhân tan vỡ, về những câu chuyện chơi xấu xa với nhau mỗi ngày, các bạn đã xem quá đủ thời khi mà các bạn còn bé rồi. Khi nếu như các bạn tiếp tục xem những cái bộ phim đánh vào cảm xúc mà nói về cuộc sống của những con người bình thường, có thể là các bạn sẽ không có thay đổi được bản thân mình, không có thể làm được những điều vĩ đại. Còn những cuốn sách thì người ta viết về những câu chuyện có khi là cả cuộc đời của họ, có thể là rất là nhiều năm kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm. Và những cuốn sách nó giúp cho các bạn phát triển tư duy. Bạn đã dành bao nhiêu giờ mỗi ngày để đọc sách, bao nhiêu cuốn sách mỗi năm rồi, và bao nhiêu câu chuyện thành công. Như vậy thì chúng ta cần phải thay đổi cái cách tiếp cận của mình với cuộc sống, thay đổi bộ phim mình xem, thay đổi chương trình mình xem và thay đổi cuốn sách mình đọc. Và hãy thay thế cái việc xem tivi, xem những cái video giải trí vô bổ thành những cuốn sách mà giúp cho chúng ta phát triển tư duy và tầm nhìn của chúng ta, và học cái cách xem rất là nhiều người họ đã trở nên thành công và giàu có, họ đã có những hành trình phát triển bản thân và trở nên vĩ đại như thế nào. Số 2, người nghèo lấy thời gian tạo ra thu nhập, còn người giàu lấy kết quả tạo ra thu nhập. Người nghèo họ ngồi làm 8 tiếng mỗi ngày và họ chờ hết thời gian để họ đi về, và họ tìm những cái cách tăng thu nhập bằng cách tăng cái thời gian làm việc của mình, ví dụ như tăng ca, làm thêm các công việc khác. Còn người giàu thì họ lấy kết quả, họ làm công việc gì nỗ lực để nó có kết quả tốt nhất, để họ đạt được cái phần thu nhập của mình cao nhất. Và từ cái phần thu nhập đó thì họ chịu trách nhiệm 100% và họ đi đầu tư sang những kênh khác để tìm kiếm lợi nhuận. Họ không lấy thời gian để tạo ra thu nhập mà lấy kết quả của chính họ. Nếu họ làm tốt, thu nhập cao. Còn nếu mà họ làm chưa tốt, họ chấp nhận với cái thu nhập thấp. Số 3, người nghèo thì hay trách móc, còn người giàu thì chịu trách nhiệm 100% về cái sự thất bại của họ. Người nghèo thì hay trách móc chủ của mình, tại sếp, tại bố mẹ, tại trời mưa, tại kẹt xe, vân vân. Còn người giàu thì họ luôn luôn chịu trách nhiệm 100% và họ nhận lấy những cái, sẵn sàng đón nhận những cái lời phê bình, cũng như là tìm mọi cách để cải thiện và lấy kết quả là thước đo duy nhất. Số 4, người nghèo thì tập trung vào tiết kiệm, còn người giàu thì tập trung vào đầu tư. Người nghèo tiết kiệm từng đồng xu nhỏ lẻ, từng ngàn đồng khi họ chờ sale, chờ giảm giá để mua hàng. Họ canh từng đợt để mua với giá thấp hơn, họ tiết kiệm từng đồng và so sánh các sản phẩm với nhau, để tiết kiệm mất thời gian, dành thời gian canh để xem thử là khi nào mình có thể là mua với giá rẻ hơn, hoặc là canh những cái chương trình khuyến mãi. Họ luôn luôn dành thời gian để tiết kiệm từng ngàn đồng một. Còn người giàu thì thay vào đó họ nỗ lực để kiếm nhiều tiền hơn và họ bắt đầu dành số tiền đó để đầu tư. Các bạn biết không, các bạn không hề gặp vấn đề về mặt là tiết kiệm đâu, mà các bạn đang gặp vấn đề về thu nhập. Khi thu nhập của các bạn đủ lớn thì thay vì dành thời gian để tiết kiệm những cái đồng nhỏ lẻ kia, thì các bạn có thể dành thời gian để phát triển cái thu nhập của chúng ta gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần, thậm chí là 20 lần. Số 5, người nghèo thì biết hết rồi, còn người giàu thì luôn luôn khiêm nhường và luôn luôn học tập, luôn luôn phát triển bản thân, luôn luôn với tinh thần là đọc sách, phát triển và lắng nghe, chia sẻ. Người nghèo thì luôn luôn cho ý kiến với tất cả mọi thứ. Cái gì họ cũng có thể ý kiến được, cũng có thể cho thêm ý kiến để thay đổi, để nhận xét đánh giá về cái khác. Còn người giàu thì luôn luôn khiêm nhường và họ hành động là chính, họ làm là chính, thay vì chỉ nói và đưa ra ý kiến. Số 6, người nghèo thì cho rằng tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi, là nguồn gốc của ác quỷ. Còn người giàu thì cho rằng nghèo, cái nghèo khó mới chính là nguồn gốc của mọi tội lỗi và ác quỷ.
khi mà chúng ta thay đổi giá trị niềm tin. Người nghèo thì cho rằng người giàu là những người xấu xa, còn người giàu thì cho rằng nếu không có tiền mới chính là nguồn gốc chúng ta làm những cái việc xấu xa hơn. Người giàu họ sợ hãi cái việc sống ở trong cảnh thiếu tiền, khi mà chúng ta phải chữa bệnh, những cái cảnh nghèo khó, phải đối mặt với cái việc là không giúp đỡ được người khác, phải đối mặt với cái việc đó là ngồi xếp hàng ở trong bệnh viện, vân vân. Còn người nghèo thì lại không nghĩ đến những việc đó, và họ chỉ nghĩ là nếu mà tập trung vào tiền bạc thì là nguồn gốc của những con ác quỷ. Người nghèo thì có một tư duy là mong chờ trúng xổ số, tức nghĩa là họ cứ mong chờ những điều may mắn đến trong cuộc sống, giống như kiểu mua vé số và mong chờ trúng xổ số như vậy đó. Còn người giàu thì họ hành động và mong chờ kết quả. Họ cho rằng là chỉ có hành động thì mới có thể tạo ra kết quả, và họ hành động, họ mong chờ xem được kết quả của mình nó như thế nào. Còn người nghèo luôn suy nghĩ là một ngày nào đó may mắn đến trong cuộc đời mình sẽ trúng xổ số, mình sẽ trở nên giàu có, hoặc là một cô gái ước mơ lấy hoàng tử, hay một chàng trai ước mơ lấy một nữ hoàng, vân vân. Đấy, còn người giàu thì họ chịu trách nhiệm 100%, và họ chỉ có hành động và họ làm để mình xứng đáng hơn, đạt những kết quả tuyệt vời hơn, và họ tin rằng chỉ có hành động và bản thân trao giá trị, phát triển bản thân đủ lớn thì họ mới gặt hái những kết quả tuyệt vời. Còn bây giờ hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo kế bên để nhận những video chia sẻ mới nhất của Tomato Hường. Hãy bình luận một điều gì đó bên dưới để chúng ta cùng học tập và phát triển bản thân. Và đừng quên vào tiếpthịgiacao.com để xem có một cái chương trình offline, một cái chương trình Zoom trực tuyến nào hay không để chúng ta cùng giao lưu và học tập chia sẻ nha. Nhớ vào tiếpthịgiacao.com. Hẹn gặp lại.